Hôm nay thì sẽ giới thiệu với mọi người cái kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook. Thì để mọi người hiểu hơn á, thì chúng ta sẽ xem cái hình ảnh này một chút. Đây là hình ảnh của mình. Cái ảnh đầu tiên là 5 năm đi học xây dựng. Cái ảnh thứ hai thì nó te tua hơn. 2 năm đi làm cũng có được mấy công trình. Và cái ảnh thứ ba là cái cương bích hiện tại. Ở đây có những ai mà lần đầu tiên vào tham dự chương trình online của mình không? Ở đây thì chắc chị Diễm gặp em rồi đúng không? Thanh Nga gặp rồi. Có ai là người là đầu tiên tham gia chương trình lần đầu tiên? Mọi người tương tác với nhau nhá, gọi xem có ai lần đầu tiên không? Có à? Ok, còn ai nữa không? Đây có ai 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 đã gặp, ai là chưa từng nghe lần đầu tiên về mình? À, lần hai à? Ok. Thì trước khi vào chương trình thì mình xin giới thiệu một chút cho những cái người mà chưa từng gặp mình hay chưa từng nghe á, thì cho mọi người hiểu. Thì mình là Hồ Ngọc Cương, mình là một freelancer Facebook, tức là chủ yếu thì mình làm tự do Facebook, không thuộc công ty tổ chức nào cả. Mà mình có 5 năm kinh nghiệm làm về Facebook rồi, và đào tạo thì mình có 3 năm thôi. Thì cái chương trình hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người làm sao cái quá trình là từ một người kỹ sư xây dựng không biết gì Facebook và cũng không ai biết mình cả, trở thành một người mọi người hay gọi là cương bích như bây giờ. Đấy, thì nó cũng sẽ giúp cho mọi người trong cái quá trình mọi người bán hàng. Thì đây là nội dung của cái chương trình hôm nay. Thì thực chất thì về thương hiệu cá nhân thì em cũng không không phải là chuyên đâu, nhưng mà cái buổi hôm nay thì em sẽ chia sẻ, nói chung là mình đã làm như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người như vậy, tôi sẽ chia sẻ cho mọi người như vậy. Thì chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ gồm 1, 2, 3, 4 phần. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói về tổng quan về thương hiệu cá nhân. Cái thứ hai mà chúng ta sẽ nói về đó, cái phần phần sau đó là các bước để làm thương hiệu cá nhân ấy. Thì nó sẽ gồm 3 bước, đó là tìm giá trị, thể hiện giá trị và truyền tải giá trị. Ok, thì cái đầu tiên thì chúng ta sẽ nhắc đến một chút để mọi người hiểu khái niệm một chút, tổng quan về thương hiệu cá nhân. Ở trong này thì mọi người có ai đang làm thương hiệu cá nhân không? Nếu mọi người có thì gõ một nhá, nhưng mà nếu mọi người chưa thì mọi người gõ không. Có ai đang làm thương hiệu cá nhân không? Đơn giản là làm cho người khác tin tưởng mình hơn trên Facebook đi, để mình bán hàng đi. Có ai đang làm không? Chưa làm. Có ai làm nữa không? Nhi. Ok. Còn ai nữa không? Mọi người tương tác cùng nhau nhá. Ai làm nữa nào? Nhi, Nhi làm thương hiệu cá nhân thì em có thể cho anh định nghĩa là thương hiệu cá nhân là gì không? Theo mọi người thì thương hiệu cá nhân là gì? Theo cái cách nghĩ của mọi người thôi. Ok, là những người khác nghĩ gì về mình khi nhắc đến mình. Ok luôn. Thôi chúng ta tạm chấp nhận cái khái niệm đấy đi nhá. Đấy, người ta đến nhớ một mình ở một điểm nào đó. Nói chung là mình sẽ khác biệt so với những cái đứa khác, đúng không? Hoặc là có một cái gì đó người ta nhớ, ví dụ nhớ mình bựa chẳng hạn, hay nhớ mình béo chẳng hạn. Nếu như mà nhắc đến Cương Bích thì mọi người sẽ nhớ cái điều gì? Nếu mà ở đây những ai từng biết mình, nếu mọi người nhắc đến Cương Bích thì mọi người sẽ nhớ về cái gì? Nhớ với cái gì đầu tiên? Dạy Facebook Ads. Gì nữa không? Nếu mà nhắc về mình thì mọi người sẽ nhớ về cái gì đầu tiên?
Dạ. Mọi người, nói chung là mọi người đều nhớ mình về Facebook đúng không? Không ai ở đây là nhớ mình về làm xây dựng cả đúng không? Ok. Vậy được rồi. Chứ thực chất thì là mình có bằng kỹ sư xây dựng và mình cũng học 5 năm về xây dựng đàng hoàng. Nếu như mà bạn nào có một cái nhu cầu xây nhà thì có thể là liên hệ mình. Đấy. Thực chất thì bây giờ chúng ta có thương hiệu cá nhân á thì chúng ta sẽ làm rất là dễ mọi việc. Ok. Thì ok, chúng ta hiểu được là thương hiệu cá nhân là gì rồi. Thì chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề tiếp theo là thương hiệu cá nhân có thể làm được cái quái gì, đúng không? Thì thực chất thì theo mọi người thì thương hiệu cá nhân thì làm được cái gì? Nếu mà theo ý kiến mọi người, Nhi làm thương hiệu cá nhân thì thấy làm được cái gì? Thẻ VIP quyền lực đây, chúng ta làm được cái gì với thương hiệu cá nhân? Bây giờ ngoài là chuyện chúng ta bán được hàng đúng không? Nếu mọi người bây giờ nhá, cùng đúng không? Câu like tốt. Nhưng mà câu like tốt thì ok. Thì nếu mà có thương hiệu cá nhân thì mọi người cái khả năng bán hàng có cao hơn không? Nếu một người mà bán hàng mà có thương hiệu tin tưởng, đúng không? Thì đầu tiên là dễ bán hàng hơn, dễ làm dịch vụ hơn. Đấy. Và nó có một cái vấn đề nữa, đó là có những người họ làm rất là tốt nhưng mà không ai biết. Nó như vậy và dẫn đến là họ thật sự họ cái sản phẩm cung cấp dịch vụ họ cực kỳ là tốt mà không ai biết. Thì nó cũng họ không bán được cái gì hết á. Đấy, nên là cái chìa khóa cá nhân này nó là cái chìa khóa để giải quyết nó rất là nhiều vấn đề. Ở đây thì mình chỉ nói về về vấn đề là mọi người bán hàng thôi nhá. Đấy, đơn giản bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có, bởi vì chúng ta mua hàng trên Facebook thì nó sẽ mua hàng bằng cái gọi là cảm xúc và niềm tin, đúng không? Bởi vì là Facebook nó không có nhu cầu, đúng không? Thương hiệu cũng là một phần của giá thành ấy. Nếu mà có thương hiệu thì chúng ta cũng có thể đẩy cái giá lên được. Chúng ta mua điện thoại Apple vậy, chúng ta mua thương hiệu cực kỳ là nhiều luôn. Và một người có thương hiệu cá nhân tốt thì dịch vụ họ cung cấp cũng có thể đắt hơn được. Nên là thương hiệu cá nhân này nó giải quyết cực kỳ là nhiều vấn đề. Với quan điểm của mình thì thương hiệu cá nhân là chìa khóa vạn năng để giải quyết các vấn đề. Đấy. Vậy thì là theo mọi người thì ai nên xây dựng thương hiệu cá nhân? Những người nào nên xây dựng thương hiệu cá nhân? Ở đây mọi người tất cả đúng không? Ok. Theo quan điểm của mình thì là tất cả mọi người nên xây dựng thương hiệu cá nhân, kể cả là các bạn trẻ tuổi nhá. Nếu như mà chúng ta có thương hiệu cá nhân trên Facebook tốt á thì khi mà tuyển dụng thì mọi người cũng dễ dàng hơn. Hoặc là bản thân mình chẳng hạn thì mình là một người làm dịch vụ về chạy quảng cáo, về đào tạo quảng cáo thì mình có thương hiệu cá nhân thì mình cũng dễ dàng làm hơn và khách hàng họ tự tìm kiếm đến mình. Và mọi người cũng như vậy thôi, nếu như mà mọi người bán hàng, mọi người xây dựng thương hiệu cá nhân tốt á thì thực chất thì mọi người không phải đi tìm khách hàng và khách hàng nó sẽ tự tìm đến mình. Bởi vì là họ họ tin tưởng mọi người. Đó. Vậy chúng ta sẽ qua cái bước thứ ba là những ai, tức là những cái yếu tố tạo nên thương hiệu cá nhân. Thì ở trên màn hình là những cái yếu tố mà để tạo nên thương hiệu cá nhân của một người. Đấy. Thì ở đây mọi người đã có những cái yếu tố nào rồi? Mọi người thể hiện được những cái yếu tố nào ở trên Facebook rồi? Nay chúng ta sẽ bàn về Facebook và nó thiên thiên về bán hàng một chút. Thì đây chúng ta sẽ có này, kiến thức này, cá tính này, sở thích này, chuyên môn này, thói quen này, kể cả đời sống. Nên là nếu mà chúng ta đã xác định con đường làm thương hiệu cá nhân Facebook thì nhiều khi nó cũng rất là gò bó. Khi mà không phải là bạn có thích, bạn buồn hay là bạn tức giận gì đó, bạn có thể văng lung tung ở trên Facebook được, nó không ổn chút nào. Nên là đôi khi nó phải kiềm chế cái cảm xúc của cái cá nhân, đúng không? Ok.
Thì ở đây thì mọi người có những cái mảnh ghép nào ở trong này rồi? Nếu mà mọi người nghĩ mọi người đang làm thương hiệu cá nhân, nói chung đơn giản là khác, cái Facebook của mọi người nó có khác biệt gì so với những người bán hàng khác không ấy? Mọi người có làm được cái mảnh nào trong này rồi chưa? Hoạt động giải trí hay là đời sống riêng, chuyên môn? Trong này có ai đã thể hiện chuyên môn ở trên Facebook chưa? Chắc thì cái chủ đề này thì nó mọi người nó cũng không phải là nghĩ đến nhiều đúng không? Bởi vì là nhưng mà bản thân mình thì mình nghĩ nó rất là cần cho mọi người, nên là mình làm. Và hôm bữa chúng ta đã có một cái buổi gọi là bầu chọn, không biết tại sao cái chủ đề này nó lại lên. Rồi chắc là ok, toàn ăn chơi không đúng không? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ đi cái phần tiếp theo, đó là tí nữa chúng ta sẽ quay lại nói cái phần này để xây dựng, đúng không? Đó là chúng ta làm sao đo lường được. Ở đây thì mọi người có bao nhiêu người theo dõi? Mọi người có biết là mọi người đang có bao nhiêu người theo dõi mọi người không? Theo dõi thật đấy nha, không chơi kéo follow đâu. Facebook cá nhân, Facebook cá nhân. Kể cả rất nhất là trang cũng được, trang bao nhiêu, Facebook cá nhân bao nhiêu? Chín trăm hai mươi ba ngàn. 23.000 là thật đúng không? Ông giờ mới hỏi lại xin. Cá nhân không biết luôn à, 100k. Thực chất thì mình nên ưu tiên Facebook cá nhân một chút nha mọi người nhá. Còn trang thì bây giờ thì nó cũng ấy, nhưng mà mình có Facebook cá nhân thì mình tiện, mình Facebook cá nhân thì nó đỡ chi phí hơn. Thì đây là ba cái tiêu chí, nó rất là nhiều tiêu chí nhưng mình đưa ra ba cái tiêu chí thôi. Thứ nhất là mức độ được biết đến. Đó, và chúng ta có bao nhiêu người biết đến. Bao nhiêu người biết đến thì nó cũng là đo lường thương hiệu cá nhân. Ví dụ và tiếp theo nữa là cái mức độ ảnh hưởng của mọi người. Đấy, mọi người nói ra thì nó ảnh hưởng với người khác như thế nào. Và cái cuối cùng thì là cái giá trị đóng góp cho cộng đồng. Chúng ta đã đóng góp cho cộng đồng được gì chưa? Ở đây mọi người đóng góp cho cộng đồng được gì rồi? Cộng đồng Facebook thôi chứ, cộng đồng khách hàng của mình á. Chứ còn nếu thật sự chúng ta nói đóng góp cho cộng đồng xã hội thì nó hơi rộng đúng không? Đây mọi người đóng góp được cái cộng đồng gì rồi? Mọi người có đóng góp được gì cộng đồng chưa? Mọi người có sinh hoạt ở cộng đồng nào không? Chưa. Ok. Thì cái này thì chúng ta nó hơi ngược. Hơi ngược đó là chúng ta phần đo lường trước, nhưng mà nó làm đây nó nằm ở phần tổng quan. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước mà nó thực tế hơn một chút. Đó là các bước xây dựng thương hiệu cá nhân. Chưa? Đấy. Thì bây giờ các bước thương hiệu cá nhân thì chúng ta mình sẽ đề xuất cho mọi người 3 bước để xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Facebook. Thực chất thì cái này không phải là riêng mình ở trên Facebook không đâu, mà mọi người có thể là xây dựng thương hiệu cá nhân ở bên ngoài luôn thì nó cũng như vậy. Chẳng qua là nó khác cách thể hiện thôi. Như bên ngoài chúng ta có thể thông qua ăn mặc, thông qua nói, thông qua các cái chương trình chúng ta tham gia, thông qua các cái mối quan hệ chẳng hạn. Đấy, và nó khác cái phần truyền tải giá trị thôi. Chứ còn mình thấy là nó quan điểm của mình thì nó cũng có ba ý này. Cái đầu tiên mà mọi người chúng ta sẽ bàn tới á, đó là cái phần mà tìm giá trị. Tìm giá trị ở đây là như thế nào? Mọi người sẽ xem cái hình này sẽ rõ. Mọi người có đọc rượu rò trừ được không? Cái này là không phải mình vẽ. Cái này là của một cái bài ở bên Brand Việt Nam. Cái này mình vội quá mình không ghi được cái nguồn. Mọi người nhìn rõ cái chữ này được không? Đấy.
Thì bây giờ cái thương hiệu ở trên thì nó sẽ xây dựng bởi ba cái nền tảng. Đầu tiên là năng lực cá nhân của mọi người. Tiếp theo là sản phẩm của mọi người bán. Và tiếp theo là cái khách hàng của mình. Bởi vì ở đây thì chúng ta đang nói thiên về cái chuyện là xây dựng thương hiệu cá nhân để bán hàng. Đúng không? Đấy. Nên là chúng ta sẽ sát cái chuyện bán hàng một chút. Ok. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ làm cái phần đó là năng lực của bạn. Bạn là ai? Mọi người có năng lực gì? Mọi người gõ cái năng lực của mọi người xem. Mọi người có năng lực gì? Mọi người nghĩ mọi người giỏi về cái khía cạnh gì? Mọi người hãy cho tôi biết cái ý kiến của mọi người à. Nó mình buồn lắm. Nó mình nói ngắn thôi. Mọi người có năng lực là gì? Mọi người có nghe được không? Năng lực của mọi người á. Mọi người thấy cái đó mọi người tốt nhất á. Tất nhiên là năng lực thì nó liên quan đến cái sản phẩm mọi người đang bán nhỉ. Và cũng liên quan đến khách hàng ấy. Chứ ví dụ là năng lực của mình là ăn giỏi, ngủ giỏi, nhưng mà năng lực đó thì nó không kiếm ra tiền được. Chúng ta đang nói năng lực để chúng ta phục vụ cho việc chúng ta bán hàng. Và năng lực cho phục vụ khách hàng. Rồi, ngoài Nhi ra thì chạy kịp trend này. Còn ai nữa có năng lực gì nữa xem nào. Chị Diễm, Thanh Nga. Nếu mọi người thương hiệu xây dựng thương hiệu cá nhân thì mọi người phải chủ động. Còn chúng ta không thể tham gia chương trình một cách thụ động như vậy được. Ok. Thì cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ xác định cái phần đó là bạn là ai. Bạn là ai thì ở đây chúng ta phải có 3 phần. Nhất là con người thật của mọi người. Tức là chúng ta có gì chúng ta nói đó. Con người. Bởi vì bây giờ có những cái giá trị mà mọi người không có, thì khi mà mọi người truyền tải đi á, thì nó cũng không ổn. Bởi vì người ta biết nhưng mà quay trở lại không có thì không ổn. Cái thứ hai mà mọi người cần để ý đó là cái năng lực chuyên môn. Đó. Và cái thứ ba là cái tính cách riêng. Ví dụ như là cái tính cách của mình chẳng hạn thì nó hòa đồng với mọi người. Nói chung là tính cách của mình là tính cách gần gũi. Bởi vì cái thể hiện cái thương hiệu cá nhân thì nó cũng phải có cái tính cách riêng. Như tính cách của mình là gần gũi. Còn tính cách của mọi người là gì? Có những người thì tính cách của họ rất là nghiêm túc. Có những người thì tính cách của họ là vui vẻ. Có những người, ví dụ như mình thì vẫn chọn là cái chân thật chẳng hạn. Đấy. Năng lực chuyên môn. Ok. Thì để làm cái thương hiệu cá nhân thì chúng ta phải xác định được cái điều này nhá. Năng lực chuyên môn phục vụ cho cái bán sản phẩm của mình á. Đó. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ qua cái phần đó là chúng ta bán cái gì? Ồ, cái này là chúng ta chưa sửa hết cái slide này. Bởi vì mọi người nhìn lại cái slide ở trên này nhá. Đó là chúng ta muốn thể hiện ra, muốn làm thương hiệu cá nhân thì chúng ta phải hiểu rõ là năng lực của chúng ta. Tiếp theo là chúng ta bán cái gì? Bán cái gì? Để mà chúng ta thể hiện nó liên quan đến cái sản phẩm. Ví dụ ở đây chẳng hạn thì Nga bán thuốc giảm cân chẳng hạn. Thì cái thể hiện của Nga thì nó sẽ liên quan về gọi là dinh dưỡng chẳng hạn, hay là sức khỏe. Đấy. Hay là kể cả là thời trang cho người giảm cân thì vẫn được. Tất nhiên là nó phải gần gần cái mà Nga hiểu nhất. Đó. Chứ còn không thể mà chúng ta
đưa cái năng lực mà nó không liên quan tí gì đến sản phẩm của chúng ta được. Như vậy thì nó không ổn. Cái tiếp theo mà mọi người cần làm đó là xác định cái khách hàng của mình, cái người mà mình định xây dựng ấy, cái người mà mình xây dựng cho họ thấy ấy. Đấy. Ví dụ chúng ta muốn bán thuốc giảm cân chẳng hạn thì chúng ta sẽ xây dựng cho đối tượng nào? Nếu mà bán thuốc giảm cân. Lác à? À. Tức là không, chúng ta đang muốn hỏi là bây giờ nếu mà chúng ta bán thuốc giảm cân thì chúng ta sẽ bán cho đối tượng nào? Ồ. Chắc do mạng hôm nay nó hơi kém. Chúng ta bán cho đối tượng nào? Mọi người suy nghĩ xem. Bây giờ chúng ta muốn là khách hàng là thuốc giảm cân thì chúng ta sẽ, ai cần giảm cân? Lúc khách hàng mập không? Ai là người mập? Chúng ta phải hỏi nhỏ lại là ai là người mập? Nhưng ai là người mập? Nhưng họ bao nhiêu tuổi? Họ làm nghề gì? Họ bao nhiêu tuổi? Họ làm nghề gì? Ví dụ có hai đối tượng mập. Thứ nhất là mẹ sau sinh. Thứ hai là ai mập nữa? Đúng rồi, ngồi nhiều, mập bụng, dân văn phòng. Rồi, còn ai nữa không? Trung niên. Ok. Tức là chúng ta sẽ có ba đối tượng là sau sinh này, văn phòng này, trung niên này, đúng không? Đấy. Thì mỗi đối tượng chúng ta có thể, chúng ta chọn cái đối tượng nào mà gần nhất nhé, để chúng ta phục vụ. Còn nếu mà chúng ta chọn cả ba đối tượng thì cũng được thôi, nhưng mà chúng ta không phục vụ nổi. Nó hơi gọi là hơi bị đuối ấy. Chúng ta viết bài cho dân văn phòng nó sẽ khác. Mình làm, bởi vì là nếu như mà chúng ta muốn xây dựng thương hiệu cá nhân cho đối tượng, cho cái đối tượng đó hiểu, thì chúng ta phải gọi là gần gũi và hiểu họ thì chúng ta mới làm được. Ví dụ như mình chưa trung niên chẳng hạn thì mình không hiểu trung niên được, nhưng mà dạo này mình ngồi nhiều, bụng bia nó phệ, thì mình cũng có thể gọi là hiểu được những cái ông mà ngồi nhiều thì nó như thế nào. Chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ xác định nhá, muốn làm thương hiệu cá nhân ấy. Đấy. Chúng ta sẽ xác định năng lực của mình này, sản phẩm của mình bán này, và cái khách hàng của mình là ai. Ok. Cái này, đoạn này mọi người ok không? Nếu ok mọi người gõ hết số 1 nhá. Rồi. Vì muốn làm thì chúng ta phải xác định như vậy. Ví dụ như bản thân mình chẳng hạn, thì cái năng lực của mình là nó thiên về kỹ thuật. Mình làm rất tốt là kỹ thuật. Ví dụ như là làm web hay là chạy Facebook chẳng hạn, thì mình làm rất là tốt. Đấy. Ok. Thì cái sản phẩm của mình bán á, thì mình làm về dịch vụ. Dịch vụ liên quan về đào tạo và chạy quảng cáo thuê. Đấy. Tư vấn. Và khách hàng của mình thì là người kinh doanh online. Và đối tượng của mình thì không phải là doanh nghiệp lớn. Đối tượng của mình là cá nhân nhỏ lẻ bắt đầu kinh doanh. Đấy. Thì đó là cái mà của mình đang hướng tới. Đấy. Còn cái năng lực. Đấy. Cái chỗ phần bạn là ai thì mình là, chuyên môn của mình là về Facebook. Tính cách riêng của mình là gần gũi, chân thật. Gọi là như ở Nghệ An gọi là có răng nói rứa. Mọi người có hiểu cái từ có răng nói rứa không? Ở đây có ai không hiểu cái từ có răng nói rứa không? À, không hiểu à? Có răng nói rứa thì tức là có sao nói vậy.
Bởi vì như quê mình ở Nghệ An thì mình hay gọi là có răng nói rứa. Đấy, chắc là dùng ở Hà Tĩnh thì dùng sẽ hiểu được. Ok, thì đó là cái phần của chúng ta, đó là cái phần đây, đó phần tìm giá trị. Sau khi chúng ta xác định được cái giá trị của bản thân mình rồi á, mình hiểu á là mình là ai, mình bán cái gì, khách hàng của mình là đứa nào. Ok, thì mình sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là mình sẽ phần thể hiện cái giá trị đó. Đấy. Đây. Bây giờ chúng ta sau khi chúng ta biết rồi, chúng ta biết giá trị rồi thì chúng ta sẽ sang cái phần gọi là thể hiện giá trị. Đấy. Thì do cái này mình vẽ trên mind map nên mình chuyển qua slide thì nó hơi hơi xấu. Thì cái chuyện mà mọi người thể hiện giá trị ở đây nhá. Thì ở đây thì mình đưa ra gồm 1 2 3 4 phần. Mọi người có đọc được text không? Mọi người có thấy được text ở trên này không? Rồi, ok, mọi người chờ một chút thì mình sẽ làm nó nằm ngang ra cho nó dễ đọc. Thôi đấy nhỉ. Rồi chúng ta sẽ bàn lần lượt nhé, bàn lần lượt nhé. Đầu tiên là cái kinh nghiệm của bản thân mình trong cái việc thể hiện giá trị. Thì cái đầu tiên là mình phải chọn một cái ngách nhỏ thôi, đừng có ham rộng. Bởi vì là cái chuyện về thể hiện giá trị này, nhiều người thì họ làm rất là rộng, bởi vì họ làm rất là rộng nên rất là lâu. Hầu như thì các cái blog của mọi người chẳng hạn, thì mọi người sẽ thấy ví dụ như bản thân mình đi, thì mình chỉ chọn là mình chuyên về Facebook thôi, và mình cũng thể hiện cái giá trị là mình chuyên về Facebook thôi. Cho dù là mình biết xây nhà này, mình biết lắp điện này, mình biết làm nước này, và mình cũng biết về website đấy, nhưng mà mình chỉ thể hiện cái giá trị của mình duy nhất đó là mình chỉ làm về Facebook thôi. Và như vậy á thì mình dễ làm hơn nhá. Tức là mọi người chọn một cái ngách nhỏ thôi, không chọn cái quá lớn. Như nhiều người họ có thể chọn là chuyên gia internet marketing chẳng hạn, thì như vậy thì nó, cái này là bản thân ý kiến của mình nhá, tức là thứ nhất là nó rộng, thứ hai là bây giờ mọi người có thấy nhiều chuyên gia internet marketing không? Mọi người có thấy nhiều chuyên gia không? Và mọi người có bị lẫn lộn giữa các cái ông ấy với nhau không? Bởi vì hầu như ông nào á, cái gì các ông cũng biết hết á, thì chúng ta nói dễ bị lẫn lộn. Bây giờ ví dụ như là ông nào cũng biết về, nói chung là hầu như là mình thấy thì toàn là cái gì các ông cũng biết hết á. Mình không không ý nói gì, nhưng mà hầu như là họ chọn con đường là cái gì họ cũng biết. Website họ cũng biết, Facebook họ cũng biết, Google họ cũng biết, Zalo họ cũng biết. Và khi mà cái blog cá nhân của họ á, thì nó rất là nhiều, và dần đến là chúng ta rất là khó nhớ. Cái này giống như tương tự á, mà chúng ta cũng cửa hàng tạp hóa thì cái gì thì thông thường thì mọi người làm cái nick cá nhân thì tư duy nó cũng vậy, tức là mình muốn là cái gì cũng có, hay là mọi người làm bán hàng cũng vậy, là mình muốn là cái gì mình cũng có. Nhưng mà khi mà cái gì mình cũng có thì mọi người sẽ trở thành một cái tạp hóa, và khi mọi người đã trở thành một cái tạp hóa thì khách hàng có thể đi đâu mua cũng được, bởi vì tạp hóa thì ở đâu cũng có. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bán chuyên biệt một sản phẩm thì nó khác. Thì bên mình có một anh học viên chẳng hạn, thì chuyên là trùm luôn, trùm, ví dụ như là mùa đông ông ấy bán khăn quần tất, và mùa hè bán bikini thôi, không làm cái gì khác. Tương tự là có một chị chuyên về bán giày thôi, họ không bán cái gì khác, giày một loại giày thôi, thì nó rất là ổn nhá. Và
cái này thì khi mà mọi người đã làm thương hiệu cá nhân á, thì mọi người phải kiên trì. Thật sự nó rất là lâu. Gần như mọi người làm tầm khoảng 1 năm chẳng hạn thì mọi người cũng chả thấy gì luôn. Bởi vì là không phải là mọi người cứ có năng lực cá nhân. Mọi người am hiểu về giày dép, mọi người am hiểu về giảm cân, am hiểu về tủ giường chẳng hạn. Thì khách hàng sẽ biết đấy mọi người, nó phải cần thời gian nên là chắc chắn thì mọi người phải kiên trì rồi. Không kiên trì không được. Và cái tốt nhất thì đó là mình vẫn mong muốn đó là tôi là tôi. Tức là cái con người thật của mình thì mình cứ thể hiện thôi. Nhưng mình không thích sang chảnh cho lắm, mình thích những cái gì nó dân dã chẳng hạn. Nhưng mà mình cứ cố tỏ ra là sang chảnh thì mình thấy khó chịu, mà nó rất là khó để mà làm. Ví dụ như là ở đây có một cái người nào đó bán về cái giường chẳng hạn, thì mình có thể trở thành một cái người gọi là am hiểu về nội thất chẳng hạn. Cái đó là tùy nhé, tức là nó sẽ liên quan, bởi vì là giường thì nó có thể là, ví dụ mình có thể chọn là mình là một người, mình bán về giường, đấy, thì mình có thể thể hiện là ok, mình có thể thể hiện là mình là về phong thủy chẳng hạn, nếu như mọi người biết về phong thủy, hay là về bố trí, về nội thất, về màu sắc, chọn theo con đường đấy. Tất nhiên ở đây là mọi người hiểu thế này, nếu chúng ta muốn bán một cái sản phẩm gì ấy, thì chúng ta nên trở thành, đầu tiên là phải hiểu sản phẩm nhá, thứ hai là trở thành chuyên gia trong cái sản phẩm đấy, trong cái lĩnh vực mà liên quan cái sản phẩm đấy. Ví dụ bây giờ mọi người bán trà giảm cân chẳng hạn, thì nếu mà một cô gái bán giảm cân mà chả biết gì về giảm cân, chả biết gì về các cái món ăn cho người giảm cân, các phương pháp tập luyện giảm cân, rồi suy tư của người giảm cân, rồi sách báo hay là khoa học giảm cân, thì nó cũng không nên. Thì bởi vì bây giờ hàng á, mọi người bán hàng tên á, thì sản phẩm thì ai cũng giống ai này, chả có gì khác cả. Bây giờ mình có bao giờ mình đến mua một sản phẩm mà mọi người đi mua vì người bán chưa? Hai người giống nhau bán cùng một sản phẩm. Có đúng không? Tất nhiên là có rồi. Nhưng đơn giản thôi, mình có một ấn tượng như thế này với một cái cô bán gọi là kem bơ ở Đà Nẵng á. Thì cái bà ấy nó cũng có một cái mà mình nhớ mãi luôn, là bà rất là nhớ khách hàng của mình ăn cái món gì. À đúng rồi, chờ bác mì ăn. Thì mình rất ấn tượng cái bà ấy là ăn cái món gì. Đấy, mình rất là ấn tượng. Là mình đến thì mình không biết có nhiều khách như vậy, nhưng mà họ vẫn nhớ được là mình ăn cái món gì. Và hơn nữa là ví dụ đợt trước mình đi 3 người á, thì đợt này mình đi 2 người thì bà hỏi là ơ còn một thằng nữa đâu rồi. Đó, tức là khi mà chúng ta không khác biệt được về sản phẩm á, thì chúng ta khác biệt về cái dịch vụ. Và lần sau thì mình rất là thích đến cái bà đấy. Nó như vậy. Ok. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái phần để chúng ta tạo giá trị. Tạo giá trị thì có hai giá trị. Ở đây mình sẽ nói đầu tiên là về giá trị thật và giá trị ảo. Giá trị ảo thì cái phần giá trị ảo ở đây á thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà mình thì mình không đi theo cái con đường giá trị ảo này, thì nó gọi là mình hơi ngu cái phần giá trị ảo này. Nhưng mình chia sẻ cho mọi người nếu mọi người thích, bởi vì giá trị ảo thì nó lên nó nhanh, cực kỳ là nhanh. Nhưng mà nếu như cái nền tảng mọi người nó không vững á thì nó rất là dở hơi nha. Thì giá trị ảo là như thế nào? Ví dụ đơn giản đi, cái nick cá nhân của mình chẳng hạn, mình mua cái lượt theo dõi nó lên tầm khoảng 10.000 lượt theo dõi chẳng hạn, thì khi mà làm việc á, người ta sẽ nhìn vào á, ồ ông này tận 10.000 lượt theo dõi cơ đấy, cũng ok. Nhưng mà nó lại có cái con dao hai mặt là nếu như những cái người mà họ tinh ý á, thì họ sẽ kích vào xem những người theo dõi ông là ai. Và hầu như là những người mà làm theo cái con đường giá trị ảo á, thì mọi người sẽ thấy là cái nick ở Iraq, Ả Rập, rồi Thái Lan, rồi là những cái nick cái tuổi nó nhỏ ấy. Đấy, thì tự dưng là mình rất là mất thiện cảm. Hôm bữa vừa rồi mình có xem một cái ông ấy, mình thấy ồ ông này sao nhiều lượt theo dõi vậy, kinh quá. Vậy là mình vào mình xem, ồ trời ơi,
toàn là của Iraq, Iran mấy cái bọn nó nhỏ tuổi, tự nhiên mình cái nhìn mình về người đó tự nhiên nó tụt giảm hẳn luôn. Đó. Thì đó là giá trị ảo, nhưng mà giá trị ảo thì cũng có cái lợi của nó. Ví dụ khi mà đơn giản thôi, nếu giá trị ảo nó đơn giản giống như là khi mà chúng ta đi gặp khách hàng ấy, lần đầu tiên ấy, mà quần áo nó chúng ta nó tươm tất, chúng ta đi một con ô tô nó đến chẳng hạn, thì tất nhiên là cái uy tín nó sẽ khác với một ông mặc quần ngố đến mà lại đi xe máy cả tàng đến nữa chẳng hạn. Tất nhiên là mình không nói về cái chuyện vật chất, nhưng mà nó sẽ tạo cái thiện cảm nó không tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái gọi là cái tăng lượt theo dõi nó lớn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ dễ dàng thu hút những cái lượt theo dõi mới hơn. Đấy, thì cái lượt theo dõi ảo thì nó cứ không có tác dụng, nhưng mà nó cũng sẽ dễ dàng thu hút cái lượt theo dõi hơn. Tiếp theo một cái nữa ở trong giá trị ảo á, đó là cái seeding. Seeding tức là nghĩa là ví dụ bây giờ chẳng hạn bây giờ ở Đà Nẵng chẳng hạn đi, ví dụ chị Diệm ở Đà Nẵng đúng không, chị bán mì phẩm, thì trong các cái nhóm về Facebook chẳng hạn thì đội quân gọi là em tạm gọi là gọi đội quân chim lợn, hay chúng ta gọi lịch sự là đội quân chân rết, thì nó sẽ vào các cái diễn đàn ấy, nó sẽ hỏi mua mì phẩm ở đâu tốt nhỉ. Đấy, sau đó là có một đứa nó vào nó trả lời tiếp, đây tôi mua của chị Diệm, rất là tốt, rất là tốt. Đấy đấy, và cái đội chim lợn này thì nó sẽ tự đánh giá về sản phẩm luôn, chân rết này nó tự đánh giá sản phẩm luôn, và cái này thì nó sẽ gây cái chuyện là tức là khách hàng vào trang là tin tưởng luôn á, đặc biệt là mấy người mà làm về kiểu như dịch vụ ấy. Đấy, ví dụ sẽ chụp ảnh màn hình rồi này nọ đủ các kiểu. Nói chung là cái này là giá trị ảo. Ok, mọi người hiểu về giá trị ảo chưa? Nếu mà mọi người hiểu thì mọi người gõ 1 nhá. Chị Diệm thử đổi cái máy thử chị nhá. Nên là mọi người có thể là làm song song cả giá trị ảo và cả giá trị thật, tùy mọi người. Và nếu như mọi người mà muốn tăng lượt theo dõi chẳng hạn, thì bên mình vẫn cung cấp dịch vụ tăng lượt theo dõi. Bản thân mình thì mình không dùng, mình không có hứng thú với cái chuyện đó lắm. Tất nhiên thì nó mình sẽ đi nó chậm, nhưng mà mình thích chậm nhưng mà nó chắc và nó thật hơn, mình không khoái nhá. Ai mà cần tăng lượt theo dõi, tăng comment hay là tăng mắt khi livestream chẳng hạn, bây giờ mình livestream chẳng hạn, mình có thể tăng mắt lên tầm 1.000 người, 2.000 người là chuyện bình thường, hoàn toàn về kỹ thuật giải quyết được hết. Còn mọi người không biết là có bao nhiêu người xem, chỉ biết là nó nhìn thấy là hiển thị là 1.000 lượt xem thôi, làm được. Thì đó là về cái giá trị ảo thì cũng nên đấy, thì mình đưa ra cho mọi người có thể chọn. Ok, thì cái tiếp theo mà mọi người có thể làm được á, đó là cái giá trị thật. Giá trị thật thì cái này thì cái khuyến khích mọi người làm giá trị thật ở đây thì chúng ta có, tức là giá trị thật thì làm nó mệt hơn. Thì có một cách mà nó dễ hơn nữa nhá. Dễ hơn thì chúng ta sẽ nói về cái tổng hợp giá trị. Đó là cách dễ nhất mà hiện tại. Tổng hợp giá trị tức là ví dụ bây giờ chúng ta đang làm về mỹ phẩm, chúng ta đang làm về giảm cân. Ví dụ đơn cử là chúng ta làm về giảm cân đi nhá. Thì chúng ta có thể không hiểu về giảm cân, không đưa ra những cái bài viết về chuyên môn được về giảm cân rồi về sức khỏe được, thì chúng ta sẽ đi tổng hợp giá trị của người khác. Ví dụ như chúng ta sẽ nghe ngóng xu hướng này, thấy bài viết nào về giảm cân hay từ các cái nguồn khác nhau, thì mình sẽ đăng lên cái nick Facebook cá nhân của mình vẫn được, chả sao cả. Thì cái tổng hợp giá trị này thì nhiều người đang làm, cực kỳ là nhiều người đang làm tổng hợp giá trị, tức là họ không trực tiếp sản xuất ra nội dung, nhưng mà họ dùng cái nội dung của người khác
dùng cái ebook của người khác, dùng cái tài liệu của người khác, dùng cái video của người khác, dùng các cái khóa học của người khác để tặng. Đấy, thì nó cùng là cho đi giá trị. Đó, chúng ta gọi là tổng hợp giá trị ấy. Ví dụ bây giờ chúng ta là một người bán về giảm cân đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ liên tục viết bài về giảm cân, về dinh dưỡng, về ăn uống, về thời trang cho người béo, rồi là các cái chăm sóc da cho người béo. Nó như vậy thì dần dần thì cái chuyện mà khách hàng họ tin tưởng mình là điều tất nhiên thôi. Và cái này thì mọi người phải làm đều đặn nhé. Ví dụ chúng ta xác định, ví dụ hiện tại bản thân mình chẳng hạn, đây là mình rất là cố gắng là một tuần mình sẽ tổ chức một cái chương trình online, hoặc là mình viết một cái bài nào đó nó có chất lượng. Thực chất mà để mà chuẩn bị một cái chương trình cho mọi người này thì ít nhất thì mình cũng phải tốn ít nhất là một ngày. Ít nhất là một ngày mình làm việc thì mình mới làm một cái chương trình cho mọi người. Mình sẽ lên cái chương trình này, làm cái slide này, gửi cái thông báo cho mọi người này, sau chương trình phải biên tập. Thì mất một ngày làm việc của mình. Đấy, thì một ngày làm việc của mình thì cùng là một cái số tiền rồi. Đó, nhưng mà đó là cái cách mà mình trao đi giá trị cộng đồng, và mình làm rất là kiên trì. Cho dù thật sự là mỗi lần mà mình lên làm online cho mọi người thế này này thì mình phải lên văn phòng, bởi vì ở nhà nó ồn quá. Mình lên văn phòng, mà lên văn phòng là mình phải ngủ lại văn phòng nó rất là mệt mỏi. Đấy, nhưng mình vẫn cố gắng. Ok, mọi người có thể ủng hộ mình, comment cố lên được không? Ok, cảm ơn mọi người. Mọi người hiểu cái phần tổng hợp giá trị không? Còn cái cách mà làm sao mà chúng ta truyền tải từ một cái nick nó không chẳng hạn, mà có nhiều người, thì chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo. Đó là cái phần mà truyền tải cái giá trị ấy đi. Chưa? Ok, mọi người hiểu cái chuyện tổng hợp giá trị chưa? Tức là chúng ta không sản xuất ra nội dung, nhưng mà chúng ta chia sẻ. Nga em thoát khuét webinar rồi, ra rồi vào lại nhá. Bởi vì là mọi người vẫn nghe được, nên em sẽ thoát webinar ra rồi em vào lại. Ok, thì chúng ta tổng hợp nội dung. Cái tổng hợp giá trị này mọi người làm được không? Mọi người làm được thì mọi người gõ 1 xem nào. Ok, dễ đúng không? Và tổng hợp giá trị này thì mình lấy của người khác mà. Thoát ra vào lại. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần khó hơn. Đó là cái phần mà gọi là cái phần tạo giá trị. Ok, để tôi cho mọi người một cái ảnh nó tốt hơn nhá. Người chờ một chút. Rồi. Ok, đây là cái phần tạo giá trị. Thì cái phần này là cái phần mà mình mong muốn mọi người làm được. Tức là mình tự làm ra nội dung á, mình viết một cái bài nó đàng hoàng á. Giống như cái kiến thức thì tất nhiên là không phải của riêng ai, nhưng mà mình tổng hợp lại và mọi người viết lại theo cái cách trải nghiệm của mọi người, theo cái kinh nghiệm của mọi người, theo cái góc nhìn của mọi người. Đấy, và chúng ta truyền tải khách hàng, và khách hàng nó sẽ nhanh chóng nhận ra cái điều ấy thôi. Đó, thì ở đây thể hiện thì chúng ta đầu tiên là phải thể hiện quan điểm riêng này, và thể hiện cái tính cách, thể hiện chuyên môn. Đó, cũng như mình thì quan điểm riêng chẳng hạn thì mình ưu tiên về cái tư duy nhiều hơn. Đó, trong cái quảng cáo Facebook. Thể hiện tính cách là mình gần gũi với mọi người, mình hòa đồng với mọi người.
Còn các định dạng mà mọi người chọn thể hiện thì mọi người có thể là viết bài này. Viết bài hơi mệt, mình cũng lười lắm. Hai, mọi người có thể quay video. Thứ ba là mọi người có thể làm về ebook. Đấy, rất là nhiều cái định dạng mọi người có thể làm được. Tất nhiên là cái tạo giá trị này thì lúc đầu mọi người viết bài thì mọi người sẽ nó rất là khó và nó không quen. Nhưng mà mọi người luôn nhớ là cái số 1 thì luôn luôn cái tốt hơn cái số 0. Chúng ta làm cái gì dở nhưng mà còn hơn là chúng ta không làm. Dần dần chúng ta sẽ làm được. Ví dụ như em chẳng hạn, em đứng trước cái ống kính máy quay nó rất là tệ. Nhưng mà làm dần thì nó cũng quen thôi. Đấy, bây giờ thì nó đỡ hơn. Viết bài cũng như vậy. Viết mãi. Ok, thì cái phần tạo giá trị này thì mọi người bắt buộc phải có kiến thức. Thứ nhất là mọi người phải có kiến thức về chuyên môn. Thứ hai là mọi người phải có trải nghiệm thực tế. Nếu không chúng ta không thể tạo ra cái giá trị thật được. Chưa? Ok, cái phần giá trị thật này mọi người có câu hỏi gì không? Giá trị thật nha. Mọi người có tạo ra được giá trị thật không? Thì mình khuyên là mọi người nên tạo ra giá trị thật thì nó tốt hơn. Bản thân mình thì vừa rồi mình có làm một cái video về target ấy. Thì mình yêu cầu mọi người là nhập email vào, chứ còn mình không công bố email rộng, không công bố rộng rãi. Thực chất thì không đến mức là mình phải ép buộc mọi người. Tại sao như vậy? Bởi vì là khi mà mọi người đăng ký qua email á, thì sau này nick cá nhân của mình nó có sự cố cái gì á, thì mình vẫn còn có cái sự kết nối với mọi người được. Và hôm bữa thì có một cái cậu ấy, thì cậu ấy nhắn tin cho mình, nhắn tin bảo anh ơi, có cái thằng kia nó lấy cái video của anh, nó đăng lên. Đấy, thì mình hiểu, ok, cái đó thì anh rất là vui vẻ. Bởi vì tại sao mọi người biết mình rất là vui vẻ không? Khi mà có người khác ăn trộm video của mình, thậm chí là cái khóa học online của mình á, thì bị ăn trộm ra ngoài rất là nhiều luôn. Đào xuống rồi úp lên YouTube để đủ các thể loại. Theo mọi người thì tại sao mà mình nên ủng hộ họ như vậy? Mọi người hiểu tại sao mình ủng hộ họ như vậy không? Tức là mình sẽ không report, đúng rồi, họ sẽ quảng bá cho mình. Thực chất thì khi mà họ lấy cái giá trị của mình á, tức là họ tổng hợp giá trị á, thì họ sẽ phải lấy, họ không có giá trị, họ phải lấy giá trị của mình đi. Họ đi thì họ mới lấy được cái data khách hàng. Đấy. Nhưng mà họ cũng quảng bá thay cho mình. Thực sự đó là họ đang quảng bá cho mình. Thì không có gì mà mình phải report nó hay là này nọ cả. Ok, càng tốt. Mọi người hiểu vấn đề này không? Đó là cái lợi mà khi mà mình tạo giá trị. Giống như mình là có rất là nhiều bài viết mà mình ký tên Cương Bích chẳng hạn, thì nó là một cổng cao, là một cái tạo giá trị. Và những người khác lấy về, cho dù là họ có xóa cái Cương Bích ấy đi, thì nó vẫn là của mình, nó vẫn là giọng văn của mình, vẫn là giọng nói của mình, có che đi logo thì vẫn vậy. Nên là chia sẻ kinh nghiệm với mọi người một chút á, là khi mà mọi người làm về cái chuyện mà gọi là tạo giá trị, đặc biệt là mọi người quay video á, thì mọi người nên chèn logo của mình vào, hoặc là quay cái logo của mình luôn. Và hơn nữa là mọi người lâu lâu thì mọi người phải nói, thể hiện mình là ai. Chứ không là nhiều khi là khi mà mình tạo giá trị á, mà cái người nhận giá trị họ không biết mình, họ không biết làm sao để liên hệ với mình được á, thì là không nên. Hoặc là khi mà mình bị ăn trộm á, họ thường thường các bên nó sẽ cắt hết các cái phần giới thiệu, intro này nọ, cắt sạch. Nên là ví dụ như mình quay video chẳng hạn, là thỉnh thoảng thì mình sẽ đá về Facebook cá nhân. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, đây là Facebook cá nhân của mình, Meet Cương Bích chẳng hạn. Đấy, thì khi mà trong quá trình làm thế này thì mình sẽ đá về, và họ rất là lười để mà cắt từng tí ra như vậy, và thôi họ để như vậy luôn. Nhá, nên nhớ mọi người nhá, là mọi người làm cái thì mọi người phải có cái đóng dấu ký tên nhá. Ví dụ bây giờ mọi người xuất một cái file PDF chẳng hạn, thì mọi người cũng phải ký tên cái đường link Facebook này, số điện thoại liên hệ này. Nó rất là tốt luôn, và nó lan truyền được cực kỳ là rộng.
và mình có thể cho đi rất là nhiều tài liệu và mình đều ký ở dưới hết. Ok, mọi người có thể là phải bảo vệ giá trị của mình nữa nhá, chứ không phải là chúng ta tạo ra giá trị mà chúng ta để mà cái những cái người khác họ dùng giá trị á, nhưng mà họ 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 dùng rồi nhưng mà họ sẽ cố gắng họ xóa xóa cái người mà đã tạo ra giá trị đấy, đó là điều tất nhiên. Chả ai muốn là tổng hợp giá trị mà quảng cáo luôn cho ông làm giá trị hết, nhưng mình phải có cách để mình bảo vệ cái giá trị đấy. Ok, thì chúng ta đã đi qua hai cái phần đó, đó là chúng ta tìm giá trị và thể hiện giá trị rồi. Thì cái phần tiếp theo mà muốn nói với mọi người đó đó là cái truyền tải giá trị đấy đi. Chứ ví dụ bây giờ chúng ta biết chúng ta tốt rồi, rồi ok chúng ta đăng bài lên thích cá nhân, chúng ta làm ra giá trị, chúng ta tổng hợp rồi. Bây giờ bạn bè chúng ta đúng không? Thì không có khả năng mua hàng, hoặc là mua rồi cũng hết đúng không? Thì bây giờ làm sao mà để cho nhiều người biết tới mình được? Thì đó là nhiệm vụ của cái phần gọi là truyền tải giá trị đi. Đó, ok, chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo gọi là tiền truyền tải giá trị. Hai cái phần phía trước mọi người ok hết chưa? Ok thì mọi người gõ một nhá. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ biết truyền tải giá trị thì chúng ta không biết hai cái còn lại thì không được. Thoát ra vào lại, thoát ra vào lại, thoát ra vào lại. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần tiếp theo, đó là làm sao để chúng ta truyền tải được cái giá trị của mình đi. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình nhé cho mọi người. À, mạng đứt ra chị, em cũng không rõ, mọi người kiểm tra lại cái đường truyền mạng nhé. Bởi vì thì tại sao em phải lên văn phòng, bởi vì là văn phòng mạng nó em mua cái gói cước cực kỳ là cao ấy. Ở đây thì sẽ có người bị lag, có người không, nên là cái lag thì mọi người kiểm tra lại, kiểm tra lại. Mọi người có thể thoát webinar ra vào lại nhá. Ok, thì đầu tiên là cái việc truyền tải giá trị á, thì mọi người phải chọn cái kênh để mọi người truyền tải. Thì hiện tại thì chúng ta đang nói về giá trị trên Facebook, nhưng mà thực chất thì cái nick Facebook cá nhân thì không phải của mọi người, group cũng không phải của mọi người, đúng không? Như cái group đợt trước mình có tạo ra một cái group nó là học quảng cáo Facebook online, thì có 65.000 người, đùng một cái Facebook nó xóa, ngậm đắng nuốt cay, có làm được gì nó đâu. Vậy là đây là những cái kênh mà mình đề xuất cho mọi người làm nhá. Rồi sắt, đầu tiên là mọi người nên có một cái website, một cái blog cá nhân, ít nhất là một cái blog đấy. Như blog hiện tại của mình thì đó là cái ví dụ mô hình của mình đấy chẳng hạn, thì nó như thế này. Mình sẽ có cái website, đúng không? Mình website ở đây là website của mình là cương bích.com. Thì cái website này thì cái tên miền này ngày xưa là mua hết 1 đô đấy. Nếu mà mọi người thích học, mọi người có thích học làm website không? Ai có ai thích học làm website không? À, cũng có nhiều người thích muốn làm một website, cũng làm website nó dẻo mà. Ok thì chắc mọi người có muốn tổ chức một cái buổi gọi là làm website không? Tuần sau. Ok, thì để mình nói cho mọi người hiểu cái mô hình mình đang thực xây dựng cá nhân trong vòng mấy năm qua. Đầu tiên là mọi người sẽ có một cái website. Đấy. Thì tại sao mà chúng ta phải làm website? Bởi vì website nó là của bản thân mình. Đấy. Mình quản lý về host, mình quản lý về domain, hay là nó hoàn toàn thuộc sở hữu của mình. Từ khi là hack thì mình không nói, nhưng mà mình kiểm soát.
và có website á thì mình mới kết hợp nhiều kênh lại với nhau được. Bởi vì ví dụ nhá, bây giờ mọi người làm cái giá trị mọi người đăng lên YouTube đấy, và mọi người sẽ như thế nào? Mọi người sẽ ok, bọn mày liên hệ với tao qua cái nick cá nhân này chẳng hạn, đúng không? Vậy nick cá nhân Facebook nó chết thì làm sao, đúng không? Nó chết thì làm sao? Thì lại đi đổi lại phải mất công không? Nên là chúng ta nên có website, và có website á thì mọi người mới đo lường được nhá. Ví dụ website thì nó dễ dàng đo lường vào là biết là khách hàng đi vào từ đâu và ra tại đâu và thực hiện hành động gì trên website. Ngoài ra có website thì chúng ta sẽ thu được data được, cài mà pixel của Google được, cài mà pixel của Facebook được. Đấy, chúng ta cũng kết hợp email marketing được. Đó, nên chúng ta phải có website nhá. Chắc chắn là chúng ta phải có website. Như bên mình thì mình có website là cungbich.com, đúng không? Và chúng ta mình cũng có một cái kênh YouTube. Đây. Đây là cái kênh Thôi, bây giờ mình bắt đầu câu hỏi nha. Đây là kênh YouTube của bên mình. Đây, đây là kênh YouTube của mình. Thì tại sao mà mình chọn YouTube? Bởi vì là ví dụ bây giờ mình lấy một ví tiếp tục về giảm cân chẳng hạn, thì mình có thể chia sẻ những cái kiến thức về giảm cân đấy lên cái kênh YouTube. Thì bởi vì kênh YouTube thì cái thói quen tìm kiếm rất là nhiều. Bởi vì mọi người phải hiểu thế này này, khi người ta có nhu cầu về thuốc giảm cân á, thì có thể là họ sẽ tìm giảm cân ngay, nhưng mà họ vẫn tìm kiếm là cách thể dục để giảm cân, những bài tập để giảm cân, rồi là giảm cân có mệt hay không, hay là quần áo cho người béo gì đấy chẳng hạn. Họ tìm những cái từ khóa nó liên quan như vậy. Là kênh YouTube là rất là tốt. Và cái định dạng video thì mình cũng rất là thích. Bởi vì sao? Ví dụ buổi ngày hôm nay chẳng hạn thì mình sẽ quay video lại được. Có video thì mình sẽ đăng lên YouTube được. Có video thì mình sẽ đăng lên fanpage được. Có video thì mình sẽ đóng gói lại và mình sẽ chạy để lấy email. Ví dụ mình có thể chạy một cái bài ở trên fanpage là các bạn muốn bộ video về xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên Facebook chẳng hạn, thì hãy để lại email. Đấy. Hoặc là thông qua chatbot. Nên là mọi người, bản thân mình thì mình rất là ưu tiên sản xuất video. Chờ. Thì ngoài ra thì mình sẽ có là email nữa và chatbot. Đó. Nhưng mà cái mô hình này thì nó cũng là hơi lớn, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm cái mô hình nó nhỏ hơn, là chỉ ở trên Facebook thôi. Nhưng mà vẫn phải có web nhá. Không có web là buồn lắm. Ok. Đây là mô hình ở trên Facebook thôi. Đó. Thì đầu tiên mọi người, chúng ta phải xác định như thế này. Thì mình có Facebook cá nhân là Hồ Ngọc Cương, fanpage cũng Hồ Ngọc Cương luôn. Và cái group thì mình tạo ra một group, đó là học quảng cáo Facebook online. Thì 65.000 thành viên. Và chết rồi. Vì Facebook nó khóa. Ok. Thì đây là cái phần mà chúng ta sẽ xác định là làm sao để truyền tải được cái giá trị. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi từ cái Facebook cá nhân, đúng không? Thì Facebook cá nhân mọi người có bao, hiện đang đang có bao nhiêu bạn? Facebook cá nhân hiện tại mọi người đang có bao nhiêu bạn? Mọi người gõ cái số bạn của mọi người xem nào. Số bạn bè trên Facebook cá nhân. Rồi. Bây giờ cái câu hỏi là cái số bạn đó có phải là khách hàng mục tiêu không? Có phải là khách hàng mục tiêu không? Không. Ok. Vậy chúng ta sẽ tính là chúng ta sẽ bắt đầu từ con số 0 nhá. Bắt đầu từ con số 0 luôn, số 0 tròn trỉnh luôn. Giờ. Thì bây giờ nick chúng ta
chúng ta không có khách hàng tiềm năng ở trên đấy, đúng không? Rồi thì lưu ý nhé, đầu tiên á, để mà chúng ta muốn tìm khách hàng, chúng ta phải xác định là khách hàng của mình nó sẽ nằm ở cái nhóm nào, hoặc là ở cái fanpage nào. Ví dụ bây giờ bản thân mình chẳng hạn, thì mình sẽ làm về Facebook, thì mình sẽ tìm đến những cái nhóm chuyên về marketing, chuyên về bán hàng. Mình sẽ lên những cái fanpage mà chuyên về nhóm, chuyên về marketing, chuyên về bán hàng nhá. Đó là cái phần gọi là phần mọi người chúng ta gọi là cái phần gì nhỉ? Xác định khách hàng của mình ở đâu, xác định khách hàng tiềm năng của mình ở đâu, bước 1 nhá. Ok, đây. Mất đâu rồi. Người chờ một chút. Mọi người chờ một chút nhé. Rồi, để làm phần đó thì chúng ta sẽ quay về cái này. Quay về cái này. Đây. Họ ở đâu? Người chờ một chút. Ok, đầu tiên nhá, bước 1 nha mọi người nhá. Này. Thôi, nói cho nó nhanh khỏi người viết vậy. Bước 1. Xác định khách hàng ở đâu. Ok, mọi người biết khách hàng của mình đang ở đâu chưa? Cụ thể là nhóm nào nhá? Nhóm hay là page nào? Rồi, mọi người có biết những nhóm nào mà chứa khách hàng của mình không? Mọi người, bây giờ ví dụ mình đặt ra bài toán là mình bán thuốc giảm cân đi, thì mình sẽ tìm những cái nhóm nào mà chứa. Đầu tiên là khách hàng giảm cân nhá, mình sẽ xác định là dân văn phòng. Ok, rồi. Dân văn phòng thì nó sẽ sinh hoạt ở cái group nào, hoặc là ở nó like những cái fanpage nào nhiều, nó tương tác với những cái fanpage nào nhiều. Mọi người dân văn phòng khó quá. Vậy thôi, mẹ bỉm sửa thì ở đâu? Mẹ bỉm sửa thì ở đâu? Theo mọi người thì mẹ bỉm sửa ở đâu? Ví dụ bây giờ chúng ta đang bán thuốc giảm cân cho mẹ bỉm sữa. Ok, mấy group nuôi dạy con đúng không? Rồi, bí mật Eva. Rồi gì nữa không? Quét mẹ và bé. Ok, mọi người làm rất là tốt nha. Bước 1 là chúng ta phải xác định khách hàng của mình ở đâu. Cái này thì mọi người làm được rồi đúng không? Chúng ta sẽ qua cái bước 2. Đó là tạo giá trị. Tức là theo kiểu như là trước khi mà mình đi gặp một anh đẹp trai nào đó thì mình phải trang điểm ấy. Thì mình phải làm cho mình đẹp lại chứ. Không mình làm xấu hoắc rồi mình đi vào đó mình tham gia thì làm sao mà có ai cho vào. Nên là những cái nick mà đặc biệt nick bán hàng ấy, thì mọi người không nên để avatar là sản phẩm này, cover là bán hàng gì đấy chẳng hạn. Chúng ta hãy để rất là chân thật. Chúng ta hãy rất là chân thật. Và chúng ta có thể đăng một chuỗi bài, ví dụ mình có thể đăng trước tầm khoảng 10 bài đi. 10 bài về cái mà cái đối tượng khách hàng mục tiêu thích á. Mình hiểu cái bước này không? Đấy. Đó là chúng ta sẽ tạo những cái giá trị trước đi. Đấy, nhá, tạo giá trị trước đi thì chúng ta đấy. Và cái bước tạo giá trị này thì chúng ta phải làm trước khi mà chúng ta bước làm cái bước tiếp theo.
Đấy, tạo giá trị trước đi. Đấy, ví dụ như là khi mà nó kết bạn, bây giờ chúng ta kết bạn với ai đó á, thì chúng ta có quay ra trang nó xem nó là ai không? Và nếu mà chúng ta thấy nó là một đứa bán hàng thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta có đồng ý kết bạn không? Nếu mà chúng ta thấy nó là một đứa bán hàng rồi sản phẩm rồi linh tinh thì chúng ta sẽ rất là lười để chúng ta đồng ý kết bạn, đúng không? Rồi, đó là bước 2 là tạo giá trị. Và lưu ý nhé, thì trong cái bước 2 này thì chúng ta cũng phải tiến hành là, nếu như mà chúng ta nick thật, nếu mà chúng ta là con người thật thì không sao. Nhưng mà ví dụ như mình chẳng hạn, mình bán thuốc giảm cân, nhưng mà mình không phải là cái khách hàng, nói chung là mình không phải là, gọi là mình không phải là mẹ bỉm sữa đi. Mình là con trai, mình đi kết bạn thì nó có khó không? Mình là con trai, nếu mà mình con trai thì mình kết bạn thì các mẹ có đồng ý không? Thấy một cái ông mà suốt ngày nó nói chung là nó không có tí gì cả hả, đúng không? Ok, thì cái bước thứ ba thì nó hơi ấy, nhưng mà cái bước nó hơi ấy, nhưng mà nếu như mà chúng ta không thôi, bước hai vậy bước cái này là theo vào bước hai luôn đi, đó là ngụy trang. Ok. Ngụy trang là như thế nào? Ngụy trang tức là ví dụ bây giờ tôi muốn tiếp cận mẹ bỉm sữa thì tôi tạo một cái nick là mẹ bỉm sữa vậy thôi. Đấy, thì đó là cái bước mà chúng ta phải là ngụy trang làm sao cho nó gần gần cái thằng khách hàng nhất, gần cái khách hàng mục tiêu nhất. Tất nhiên là tôi không khuyến khích mọi người đi làm ngụy trang như thế này, tôi thì tôi vẫn thích là tôi thôi. Đấy, tôi là tôi thôi, tức là tôi như thế nào thì để như vậy. Nhưng mà tất nhiên là có những cái trường hợp thì nó phải đi ngụy trang, đúng không? Đấy. Rồi, sau đó bước thứ ba thì chúng ta sẽ tiếp cận. Tiếp cận là như thế nào? Chúng ta sẽ vào các cái nhóm, các cái group đấy, và chúng ta sẽ sinh hoạt mạnh vào. Sinh hoạt thì ở đây có hai cái khía cạnh sinh hoạt, đó là chúng ta sẽ sinh hoạt nhá. Ok. Và thứ hai là cho giá trị. Sinh hoạt như là như thế nào? Sinh hoạt là chúng ta vào, thằng nào comment hỏi gì thì chúng ta trả lời. Em bị giảm cân không biết làm thế nào thì chúng ta trả lời. Em bị bây giờ em muốn bỏ chồng làm thế nào thì chúng ta trả lời. Mọi người hiểu ý không? Nhá. Chúng ta tiếp cận cái nhóm mà chúng ta xác định ở trên đấy, và chúng ta sẽ tiến hành sinh hoạt, và chúng ta sẽ cho đi giá trị đơn giản thôi mà. Giá trị, quay lại cái phần giá trị, đúng không? Chúng ta sẽ, một là chúng ta tổng hợp giá trị, hai là mọi người làm như thế nào cho đi giá trị thật đấy, ba nữa là xích đinh kim lợn, đúng không? Ở cái phần đầu tiên, mục đích là làm gì? Mục đích duy nhất chỉ là tiếp cận họ thôi. Đó. Và lưu ý này, khi mà mọi người kết bạn, khi mà mọi người tiếp cận này, thì nếu như mọi người tốt á, thì mọi người họ sẽ chủ động kết bạn với mọi người. Đấy. Còn nếu mà chúng ta làm chưa tốt đến mức á, thì họ chủ động kết bạn á. Tức là nếu mọi người thấy họ có, bởi vì mình có ích cho cộng đồng á, mình cho đi giá trị cho cộng đồng á, thì cộng đồng sẽ chủ động kết bạn. Đấy. Còn nếu mà không á, thì chúng ta sẽ chủ động kết bạn với họ. Thì bây giờ nó có rất là nhiều phần mềm để chủ động kết bạn rồi, rất là dễ chủ động kết bạn. Dụ một fanpage nào đó, ai comment thì chúng ta chủ động kết bạn, ai like chúng ta chủ động kết bạn, hay là group nào đó nó chủ động kết bạn chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta sẽ chủ động kết bạn mọi người nhá. Và tất nhiên là khi mà chúng ta tiến hành kết bạn á, thì cái đối tượng người mà xác định ấy, họ sẽ quay trở lại xem mày là thằng nào. Đấy. Nó sẽ quay trở lại nick cá nhân. Đấy, thì nó sẽ thấy ồ, cũng uy tín đấy, và cũng có đồng cảm cái giá trị của mình, thì họ sẽ kết bạn, đúng
đúng không? Bước 4 là kết bạn. Đấy. Ok. 4 bước này mọi người làm được không? Nếu làm được thì mọi người gõ 1 nhá. Và tất cả cái này thì đều có phần mềm. Đều có phần mềm. Đấy. Ví dụ như cái này là cái cuối tuần này thì bên mình có một cái lớp Facebook marketing không đồng chẳng hạn, nó đi theo cái hướng như thế này. Đấy là bán hàng trên nhóm và tạo cộng đồng luôn. Rồi ok, thì cái kết bạn này cũng như là tăng theo dõi nhá. Nếu mà mọi người làm có ích cho họ, họ tự tăng theo dõi. Rồi, 4 bước này mọi người làm được không? Làm được rồi đúng không? Rồi, ok. Thì khi mà mọi người làm được 4 cái bước này á, thì tất nhiên là mọi người sẽ thấy vậy thì cái phần bán hàng ở đâu? Tôi toàn cho đi vậy thì phần bán hàng nằm ở đâu? Thì mọi người lưu ý nhé. Thì khi mà họ tiến hành kết bạn á, thì chúng ta không thể bán được hàng ngay, mà chúng ta sẽ bước 5. Đó là nuôi dưỡng. Dưỡng mối quan hệ. Ok. Và bước 6 là bán hàng. Tức là nếu mà thì ở đây thì đơn giản thôi, chúng ta có mọi người có thể làm theo quy tắc đó là 70-20-10 nhá. Mọi người sẽ làm quy tắc là 70 bài viết chia sẻ. Ok. 20% là gọi là bài viết về kết nối đi, về con người đi. Con người kiểu như là tâm tư tình cảm ấy mà. Kiểu như là hôm nay tao đi giảm cân, hay là hôm nay tao có một phương pháp gì đấy. Nói chung là nó cũng phải có cái phần con người chứ. Bây giờ mà toàn kiến thức thì nó cũng buồn lắm. Và 10% thì chúng ta có thể làm bán hàng. Đấy. Hoặc là làm mini game. Chưa? Thì chúng ta sẽ là nuôi dưỡng cái mối quan hệ được. Chưa? Ok. Cái này mọi người hiểu được không? Chúng ta làm được không? Và chúng ta nhớ là chúng ta phải nuôi dưỡng mối quan hệ nhá. Không phải chúng ta là cứ kết bạn là chúng ta bán hàng, kết bạn là chúng ta bán hàng, mà nó phải là nuôi dưỡng mối quan hệ. Đấy. À, cũng giống như là mình đang nói chuyện với mọi người đây thì nó cũng là giúp mọi người gần với mình hơn, nuôi dưỡng mối quan hệ hơn. Đấy. Nên là có những khách hàng thì họ bảo là mày mà bán cái gì tao mua, tao không cần quan tâm là mày bán cái gì, chẳng qua thì tao thích thì tao mua ủng hộ cho mày thôi. Đó, như vậy là điều tốt. Ok. Rồi. Thì bây giờ mọi người lưu ý nhá. 4 bước này đây, mọi người có thể mình có thể đưa cho mọi người 4 cái bước này được luôn. Đấy. Ok. Thì bây giờ nếu như mà bây giờ mọi người muốn nhanh hơn nữa thì cái nhóm này nhá, thì mọi người sẽ tham gia cái nhóm đây. Cái này là nói mọi người nhá, đầu tiên là mọi người sẽ tham gia cái nhóm cộng đồng này. Cộng đồng mà chứa khách hàng nhá. Ok. Đấy, đây là nhóm cộng đồng. Nhưng mà bây giờ mọi người có một cách nữa làm nó tốt hơn nữa nhưng mà nó mất công. Đó là cái này là cộng đồng nhà hàng xóm ấy, hàng xóm tức là của người khác ấy. Còn có một cách nó tốt hơn nữa là cộng đồng chẳng hạn. Cộng đồng của mình. Ok. Cộng đồng của mình, ví dụ như là mình thì mình xây dựng cộng đồng học quảng cáo Facebook online này, cộng đồng tự học làm web bán hàng này, cộng đồng về chatbot này. Tức là mình đang đi theo hướng là tạo cộng đồng trước và bán sản phẩm nhau, sản phẩm sau. Tức là mình cho đi giá trị trước. Chứ thông thường thì mình người bán hàng thì mình cứ muốn là người ta phải móc tiền ra thôi. Nhưng mà quan điểm của mình thì mình bán một sản phẩm gì á thì mình sẽ cho đi cái giá trị trước. Giờ họ cần mà mình cho đi chứ, tự nhiên mình cứ bắt họ trả tiền nên mình cứ móc túi họ làm gì. Làm sao mà mình cho đi càng nhiều càng tốt. Quan điểm của mình là cho đi càng nhiều càng tốt. Thì cái cộng đồng này này, ví dụ để mọi người hiểu cái cách xây dựng cộng đồng nhá.
Ở đây có ai có cộng đồng riêng chưa? Trong này mọi người có ai có cộng đồng riêng chưa? Mọi người có ai có cộng đồng riêng không? Nếu mà không thì mọi người gõ không nhá. Không đúng không? Bây giờ mình sẽ thực tế cho mọi người cách xây dựng cộng đồng luôn nhá. Mọi người có muốn làm web bán hàng không? Những ai ở đây muốn làm web bán hàng giơ tay nào. Ok. Vậy thì bây giờ mình tạo ra một cộng đồng để hướng dẫn mọi người làm web bán hàng thì mọi người có vào không? Ok, mọi người hiểu cách làm chưa? Tất nhiên là mình phải cho đi giá trị thực sự, là mình sẽ giúp mọi người làm cái web bán hàng thực tế luôn. Mọi người hiểu chưa? Mọi người hiểu không? Và tất nhiên là mình có một cái cộng đồng về về web bán hàng thật. Đây là cộng đồng tự học làm web bán hàng. Đấy. Đây là cộng đồng của mình tự học làm web bán hàng. Đấy. Thì cái cộng đồng này thì mình giúp mọi người tự làm web bán hàng. Nhưng mà cái đợt trước này thì mình đang hướng dẫn mọi người trên một cái nền tảng là YeeWeb. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái nền tảng nó đơn giản hơn, có thể là có tên miền riêng, hot riêng, đơn giản mà mình làm web thì giới thiệu công ty, web bán hàng mà thì nó cũng đơn giản mà. Ok, mọi người hiểu cái cách làm cộng đồng chưa? Tất nhiên là mình phải cho đi giá trị thực tế thực sự nhé, chứ không phải là chúng ta đưa mọi người vào một cộng đồng mà mọi người bỏ bê, mọi người vứt đó đâu, mọi người chửi cho vào mặt đấy. Tức là chúng ta sẽ sinh hoạt trên các cộng đồng khác thì chúng ta sẽ có một cái lượng fan nhất định. Từ đấy thì mọi người sẽ xây dựng cái cộng đồng riêng của mình. Bởi vì là khi mà mình sinh hoạt trên cộng đồng khác á thì mọi người phải chơi theo luật của họ. Mọi người phải chơi theo luật của họ. Còn nếu mà cộng đồng của mình thì mình chơi theo luật của mình. Và nếu như mà mọi người làm được web á, đúng không? Thì ở đâu mọi người cũng có thể mua được tên miền, ở đâu mọi người cũng có thể mua được host, và mọi người có sẵn sàng là mua tên miền thông qua mình không? Ở đây mọi người có sẵn sàng mua tên miền thông qua mình không? Tức là bây giờ mọi người mua ở thị trường thì mọi người cũng là 250 ngàn, ví dụ vậy đi. Nhưng bây giờ mọi người mua cho mình thì cũng là 250 ngàn, và cái bên mà bên bên có thể là bên đại lý tên miền á, họ sẽ cắt cho mình tầm khoảng 10%, mình ví dụ vậy, nhưng mình ở đây mình không cung cấp tên miền, nhưng mà mình ví dụ vậy để mọi người hiểu cái cách mà mọi người cho đi vào cách cái mọi người bán hàng. Đúng không? Bây giờ mình chia sẻ cho mọi người cách bán hàng, bây giờ mọi người mua cái tên miền ở đâu cũng vậy, cùng ngừng đó tiền. Thì tất nhiên là mọi người có thể ủng hộ cho mình rồi. Thì mọi người cùng mua cái giá đấy. Đó. Ok. Nếu mà mọi người hiểu cái cách mà mọi người xây dựng cộng đồng riêng của mình á thì mọi người hãy comment một nhá. Tất nhiên là cái cách xây dựng cộng đồng này nó còn còn nhiều cái vấn đề nữa, nhưng mà trong cái thời gian này thì mình không có đủ để mà truyền tải cho mọi người được. Đây là cũng cái hướng của cái khóa học mới của bên mình, đó là xây dựng cộng đồng trước và bán hàng sau. Đấy. Rồi. Ok. Thì nếu như mà bây giờ như thế này mọi người nhá. Khi mà mọi người làm bây giờ chúng ta đã làm được cái hai vế, đó là Facebook cá nhân và nhóm rồi. Nhóm chúng ta đã hiểu cách là hoạt động ở cộng đồng hàng xóm và hoạt động xây dựng cộng đồng của mình rồi. Cộng đồng này thì mọi người cũng không không đến mức là mọi người phải khó khăn đâu. Cộng đồng của mình này có hai loại cộng đồng nữa nha, hai loại cộng đồng. Thứ nhất là cộng đồng khách hàng cũ này, thứ hai là cộng đồng chung chung. Cộng đồng tức là cộng đồng chung á, chung tức là ví dụ như cộng đồng tự học làm web bán hàng ấy là cộng đồng chung. Còn cái cộng đồng mà hỗ trợ học viên Facebook Marketing Hồ Ngọc Cương á là cộng đồng riêng. Hoặc là học viên Unica thì bên mình có một cộng đồng là Unica hỗ trợ học viên giảng viên Hồ Ngọc Cương. Đấy. Thì ít nhất thì mọi người cũng phải xây dựng được cái cộng đồng cho khách hàng cũ.
Bởi vì ví dụ bây giờ mọi người tung ra sản phẩm mới á, thì mọi người làm thế nào để mọi người bán được hàng? Chắc chắn là mọi người phải quảng cáo. Mà đã quảng cáo là gì? Lại mất tiền, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cộng đồng khách hàng cũ á, mà chúng ta chăm sóc họ tốt á và duy trì tốt á, thì chúng ta có thể đăng ngay cái sản phẩm đấy lên cái cộng đồng khách hàng cũ. Và người ta đã tính toán ra rằng thì cái chi phí để cho một khách hàng cũ mua hàng tiếp á thì luôn luôn thấp hơn mọi người đi tìm kiếm một khách hàng mới. Bởi vì cái khách hàng cũ thì họ có lòng tin hơn mà, họ tin tưởng mọi người hơn, họ dễ dàng hơn. Chúng ta không phải giải thích là tao không lừa bọn mày đâu, hàng của tao thật. Họ không cần như vậy. Ok, mọi người có xây dựng cái khách hàng cũ cho mình được không? Tất nhiên là mọi người phải tạo cái ưu đãi gì đó cho họ nhá, tạo cái quyền lợi, tạo cái giá trị riêng. Ví dụ bây giờ Nga làm một cái cộng đồng về giảm cân chẳng hạn cho khách hàng mình, và em sẽ đăng lên những cái về thực đơn hàng ngày, rồi cách trừ dáng sau khi giảm cân, rồi là quần áo dành cho người giảm cân, rồi là làm đẹp da sau khi giảm cân. Rất là đơn giản và mình phải cho đi cái giá trị cho cái cộng đồng đó. Ok, mọi người có thể làm được cái cộng đồng khách hàng cũ cho mình không? Làm được thì mọi người comment một xem nào. Và chắc chắn là mọi người nên làm. Tất nhiên là lúc đầu thì nó sẽ hơi khó, nhưng mà mọi người sẽ làm dần dần thì mọi người sẽ quen thôi, chả có gì là dễ cả. Ok, đấy. Bây giờ chúng ta sẽ còn một cái khía cạnh nữa, đó là cái fanpage, đúng không? Thì cái fanpage này thì nếu mà chúng ta chỉ làm tên Facebook cá nhân á và trên nhóm á, thì chúng ta cũng tốc độ nó chậm nhưng mà chắc, đặc biệt là mọi người xây được cái cộng đồng riêng của mình. Thì bây giờ nếu mọi người muốn tăng tốc á, đấy, thì mọi người sử dụng thằng này. Đây, fanpage này sẽ dùng để tăng tốc. Ok, tăng tốc này thì mọi người sẽ có hai loại dạng pay, cũng là pay chính và pay cộng đồng, hay là trong mình dạy thì mình hay nói là pay vệ tinh ấy. Pay cộng đồng là như thế nào? Ví dụ bây giờ mình pay chính, thì ở đây mọi người có pay chính rồi không nói, nhưng mà pay chính thì mình vẫn làm được. Ví dụ pay chính chẳng hạn, mình đăng lên những cái ebook về giảm cân, mình đăng lên những cái thực đơn giảm cân, những cái kinh nghiệm đấy chẳng hạn, thì vẫn được. Và chúng ta chạy quảng cáo. Khi mà mọi người chạy quảng cáo á, thì mọi người sẽ dùng nick cá nhân, mọi người sẽ kết bạn với những cái đó, thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Mọi người hiểu cái chỗ sử dụng pay chính chưa? Đó là chúng ta có thể sử dụng để tăng tốc, tức là chủ động đi tìm kiếm khách hàng. Và cái fanpage cộng đồng thì nó hơi khác một chút. Ví dụ bây giờ chúng ta bán về giảm cân chẳng hạn, chúng ta có thể làm cái cộng đồng là quyết tâm giảm cân chẳng hạn, ví dụ vậy. Hay là hội những người thích gầy chẳng hạn, kiểu nó như vậy. Và trên cái fanpage của mình, ví dụ mình đặt một fanpage là hội người gầy chẳng hạn, hoặc là hội người thích gầy chẳng hạn, hoặc là tôi không muốn béo gì đấy chẳng hạn, ví dụ vậy, mình ví dụ vậy thôi. Thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái giá trị của mình và mình chạy quảng cáo. Và sau đó thì mình sẽ dùng nick Facebook cá nhân, mình sẽ kéo họ vào nhóm, và mình cùng lấy fanpage chính để mình bán hàng. Đấy. Và mình cùng cái này thì mình cũng sẽ gia tăng được cái chuyện là thương hiệu cá nhân của mình lên. Đấy. Bên mình cũng đang làm như vậy cho một số khách hàng cần xây dựng thương hiệu cá nhân. Đó là chúng ta sẽ dùng fanpage, sau đó là chạy cho đi giá trị, sau đó là dùng cái nick Facebook cá nhân để kết bạn. Bởi vì khi mình cho đi giá trị thì mình sẽ nói, mình ví dụ bây giờ mình sẽ chạy cái fanpage để cho đi giá trị, là cái fanpage là tối ưu hóa quảng cáo chẳng hạn, và mình nói mình là Hồ Ngọc Cương, thì mọi người sẽ nghe được cái biết về thông tin về mình. Và khi mà mình là Hồ Ngọc Cương, mình chủ động kết bạn, thì mọi người sẽ dễ dàng kết bạn hơn.
Và đồng thời là cái thương hiệu cá nhân của mình thì cái mức độ phổ biến nó cũng nhiều hơn. Đó, đó là cách mọi người truyền tải cái giá trị của mình đi. Ok chưa? Ok, mọi người có hiểu cái phần em nói về cái phần truyền tải giá trị không? Mọi người có làm được không? Mọi người đầu tiên là mọi người có. Ok. Vậy là mọi người làm được là ok rồi. Nói chung là đầu tiên là mọi người cần hiểu, còn làm thì mọi người sẽ cần thời gian làm dần làm dần. Đấy, ok mọi người hiểu là được rồi. Em chỉ mong muốn là mọi người hiểu được cái ý của em nói. Ok, thì bây giờ đó là cái chương trình mà hôm nay em muốn gửi gắm đến mọi người. Xây dựng thương hiệu cá nhân thì chúng ta nhắc lại, chúng ta sẽ có 3 bước, đó là tìm giá trị, thể hiện giá trị và truyền tải giá trị. Đấy. Thì thông qua chương trình này thì em mong muốn là mọi người muốn có thể là nghiên cứu về cái chuyện truyền tải giá trị nhá. Đấy. Và mọi người tập trung, mọi người nên bắt đầu ngay về cái chuyện thương hiệu cá nhân thì mọi người sẽ sớm thu được cái kết quả. Đấy. Ok mọi người. Vậy là em đã nói xong 1, 2, 3, 4 cái ý. Đấy. Thì cái chương trình hôm nay thì em xin phép đến đây là kết thúc. Và hẹn mọi người ở cái chương trình lần tới. Đấy. Chúc mọi người xây dựng cái thương hiệu cá nhân thành công. Em sẽ đăng lên để em tham khảo xem thử là tuần tới thì mọi người muốn biết về cái chủ đề gì. Làm quét á. Sợ không có nhiều người có nhu cầu muốn làm nhé. Sợ không có nhiều người có nhu cầu muốn làm nhé. Em sẽ gửi hết video cho mọi người nhá. Đấy, đây là cái group tự học làm web bán hàng này của bên em. Đấy, thì trong này em này chuẩn bị sẵn cho mọi người một loạt bộ video về làm web bán hàng rồi. Nhưng mà nó ở trên một cái nền tảng gọi là GWebs. Thì ở đây em gửi cho mọi người nhá. Thì ở đây thì em sẽ làm một cái web trên nền tảng mới, đó là WordPress. Đấy, ví dụ như cái web bên em chẳng hạn thì cái này thì em tự làm luôn. Đấy. CBF chẳng hạn, hay web Cương Bích chẳng hạn. Kể cả là web giới thiệu công ty hay là web bán hàng thì đều làm được. Đấy, ví dụ web như thế này mọi người có thể học làm trong một buổi được, vô tư. Đấy. Ok. Nha. Rồi. WordPress. Ok. Thì cái chương trình hôm nay thì em xin phép đến đây là kết thúc, và tuần sau thì em sẽ có một cái chủ đề mới cho mọi người, có thể là làm web cũng nên. Được chưa? Ok, thì mọi người nếu mà mọi người hiểu được thương hiệu cá nhân thì mọi người gõ ok nhé, chúng ta sẽ chào nhau ở đây nhé. Đấy. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì em sẽ có cái slide này gửi qua mail cho mọi người, video sẽ gửi qua mail cho mọi người. Và mọi người nhớ là vào Facebook của em nhé. Theo dõi nhá. Yên tâm là em chỉ cho đi giá trị cho mọi người thôi, nhớ ấn theo dõi nhá. Đấy. Và hãy nếu mà em đăng bài thì mọi người hãy cho phản hồi về cái chương trình hôm nay nhá. Đây là kỷ niệm, hôm nay cũng là rất được những cái ảnh này 4 năm rồi, hôm nay cũng lên rất là nhiều cái trùng hợp. Ok. Chào mọi người. Chào cả mọi người.